Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Trịnh Hà có một câu hỏi muốn đặt cho tất cả mọi người. Đó là thiết bị điện nào trong gia đình của chúng ta mà chúng ta không thể thiếu? Chắc có lẽ bây giờ các bạn đang có rất là nhiều đáp án trong đầu. Ví dụ như là tivi, tủ lạnh, máy giặt, vân vân, đúng không nào? Nhưng mà đáp án của chúng ta chính là một chiếc máy quạt như thế này. Tại vì sao? Tại vì thời điểm hiện tại, hè tới rồi, thời tiết thì rất là oi bức, rất là nóng. Mà chúng ta không có máy quạt thì chúng ta phải chi trả một số tiền khá là lớn trong việc đó chính là tiền điện phải sử dụng, điều hòa hàng tháng. Những bạn mà có hầu bao hơi bé một tí thì không thể nào chi trả cho một số tiền lớn cho việc đó, đúng không nào? Thì những chiếc máy quạt như thế này là một người bạn và gọi là đồng hành với chúng ta cực kỳ hữu ích luôn. Vậy thì máy quạt có những loại như thế nào và cách làm sao để chúng ta chọn được một chiếc máy quạt phù hợp với gia đình của chúng ta thì ngay bây giờ cùng Trịnh Hà tìm hiểu nhé. Đây là hai loại máy quạt được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, từ nông thôn cho đến thành thị, từ nhà dân cho đến văn phòng, đâu đâu cũng có thể sử dụng được. Sải cánh của quạt lửng rộng chừng 40-50cm, có khả năng xoay nhiều hướng khác nhau, làm mát diện rộng, phù hợp với các không gian lớn từ 20-30m2 như phòng khách, phòng ăn, văn phòng làm việc, phòng ngủ lớn. Quạt thường có chiều cao từ 60-120cm và có thể điều chỉnh cao thấp linh hoạt tùy vào vị trí mà bạn để quạt, làm mát ở độ cao khác nhau. So với kích thước thì quạt đứng hoặc quạt cây thường to hơn và cao hơn, độ cao điều chỉnh cũng linh hoạt hơn, có thể từ 120-150cm. Ngoài ra, so với khả năng làm mát thì quạt đứng sẽ cho hiệu quả làm mát tốt hơn ở những không gian rộng, phù hợp với phòng ngủ master, phòng khách hoặc là không gian bếp. Quạt gel là giải pháp tiết kiệm không gian lý tưởng, thường được thấy ở các quán ăn, nhà hàng, xưởng, căng tin công ty hoặc nhà có diện tích nhỏ từ 10-12m2. Quạt có sải cánh rộng từ 40-45cm, công suất dao động từ 40-55W, cho làn gió rộng và mạnh mẽ. Đây cũng là một chiếc máy quạt được ưu ái vì thiết kế khá là nhỏ gọn và chúng ta có thể di chuyển nó một cách linh hoạt. Gió tạo ra từ quạt hợp tương đối ổn định, nhưng hầu hết quạt hợp chỉ có khả năng chuyển hướng lên xuống, nên góc gió thổi không rộng, phù hợp sử dụng cho không gian từ 7-10m2. Ngày xưa thì mình hay để quạt dưới chân giường, bật nấc nhỏ, thiêu thiêu ngủ dễ chịu lắm các bạn ạ. Đối với các bạn sinh viên thì chiếc quạt bàn như thế này không còn xa lạ gì nữa, đúng không ạ? Quạt bàn cũng gần giống như quạt hợp nhưng có khả năng xoay chiều 180 độ nên góc gió thổi sẽ rộng hơn, phù hợp sử dụng không gian rộng từ 10-15m2. Quạt có nhiều kích thước, công suất khác nhau nên có thể đặt trên bàn nhỏ học tập, bàn làm việc hoặc phòng ngủ nhỏ, nằm nệm cũng hợp nè. Ngày nay nhiều người sở hữu cho mình một chiếc máy quạt điều hòa tại vì những tính năng hiện đại mà chiếc quạt này mang lại. Quạt làm mát bằng hơi nước, có thể tỏa hơi nước làm giảm nhiệt độ phòng, lọc sạch không khí bằng ion âm, mang đến nguồn gió mát, sạch khuẩn, an toàn sức khỏe cho gia đình bạn. Điều thú vị mà chiếc máy quạt này mang lại đó chính là nguồn mát tự nhiên, không quá xối xả như là những chiếc máy quạt thông thường, cũng không quá khô như những chiếc máy lạnh. Các bạn cứ cảm tưởng mình như đang tận hưởng những cơn gió mùa thu kiểu vậy. Hy vọng với những chia sẻ ngày hôm nay của Trịnh Hà về việc lựa chọn các loại quạt sẽ có ích cho các bạn. Comment bên dưới ý kiến của các bạn về việc lựa chọn các loại quạt các bạn nhé. Nếu các bạn yêu thích video này thì ngại gì mà không cho Trịnh Hà một like và một chia sẻ, đúng không nào? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trịnh Hà xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!